6 con ma nữ vô cùng nguy hiểm và đáng sợ, từng làm mưa làm gió trên các bộ phim mà tháng cô hồn tuyệt đối phải tránh xa. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, trên truyền hình hay các bộ phim, những ma nữ thường xuất hiện với những hình ảnh vô cùng thánh thiện và xinh đẹp. Nhưng mà khi hiện nguyên hình thì chúng lại cực kỳ đáng sợ, khiến cho bất cứ ai cũng phải hú hồn, hú vía khi nhìn thấy. Hơn nữa, chúng lại còn sở hữu sức mạnh cực kỳ ghê gớm và đáng sợ. Vậy đó là những con yêu quái như thế nào, những con ma ra sao? Chúng sở hữu sức mạnh gớm ghiếc như thế nào? Hãy cùng kênh Phong Thủy Gia Cát theo dõi hết video ngày hôm nay. Và đừng quên bình chọn cho con yêu quái mà quý vị cảm thấy là ấn tượng nhất. Không để mọi người phải chờ đợi lâu hơn nữa, ngay bây giờ chúng ta hãy cùng đến với video ngày hôm nay. Thứ nhất, đó chính là hồ ly tinh. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng đến với một con yêu nữ đáng sợ bậc nhất và cũng là nhân vật nổi tiếng nhất tại các nước Đông Á. Các bạn thân mến, hồ ly tinh hay còn được gọi là những con cáo sống lâu năm, tự tu luyện hoặc có cao nhân chỉ điểm mà hấp thu tinh hoa của trời đất để thành tinh. Chúng tu luyện 100 năm thì ba cái đuôi sẽ mọc ra và được gọi là yêu hồ. Tu luyện đến 1.000 năm thì chuyển sang loài lục vĩ ma hồ. Và cứ như vậy, cho đến khi cảnh giới chín đuôi cửu vĩ thiên hồ thì chúng có thể hóa thành người. Đúng là một quá trình luyện tập gian khổ và cho thấy động vật cũng có khao khát làm người. Nhưng do tu luyện mất nhiều thời gian nên con yêu quái này sở hữu sức mạnh vô cùng nguy hiểm. Theo truyền thuyết, chúng có khả năng biến hóa thành người. Hồ ly còn có khả năng điều khiển lửa, sấm chớp từ những chiếc đuôi hoặc phun ra tia lửa. Tuy nhiên, năng lực đáng sợ nhất dẫn đến việc hồ ly tinh là hình tượng bị căm ghét và đáng sợ, đó là năng lực biến thành người đẹp. Nó chuyên hút linh khí của đàn ông thông qua quan hệ thể xác hoặc giết và ăn thịt họ để tăng cường sức mạnh. Đó là một con quái vật đáng sợ. Nếu mọi người không thích hồ ly tinh hay có bất kỳ quan điểm nào thì hãy cùng comment ở ngay phía dưới bình luận. Thứ hai, chúng ta cùng đến với một con yêu quái cực kỳ nổi tiếng một thời. Bạch cốt tinh. Bạch cốt tinh là một bộ xương ngàn năm thành tinh và là một nhân vật nổi tiếng trong Tây Du Ký. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết thân phận thực sự của yêu quái này vì nó không có lai lịch rõ ràng. Thực ra Bạch Cốt Tinh từng là tiên trên trời, tuy nhiên vì nhẹ dạ cả tin mà mắc lừa một tiên nhân trên tiên giới nên đã phải trả giá bằng tính mạng. Nhiều người cứ thắc mắc bộ xương thì mạnh thế nào được. Bí mật chính là Bạch Cốt Tinh có khả năng gần như tương tự với hồ ly tinh. Chúng có khả năng biến thành bất cứ ai sau khi có được xương cốt của họ. Chính điều này khiến cho chúng có lớp vỏ bọc hoàn hảo nhất. Bạch cốt tinh chính là một con yêu quái lợi dụng tình cảm của con người để lừa, ăn thịt họ. Từ đó chúng bị hút mất linh hồn một cách đau đớn nhất và thân xác tiêu tán, chỉ còn lại đúng bộ xương khô để bạch cốt tinh có thể tái sử dụng. Thường thì nó chỉ có trên phim. Thứ ba, nữ ma cà rồng. Quý vị thân mến, nhắc đến ma cà rồng thì chúng ta sẽ đều biết chúng nguy hiểm đến cỡ nào, nhưng chúng mang hình hài nữ giới thì không biết còn nguy hiểm đến đâu. Được biết, ngoài những cận thần của chúa quỷ Ma Cà Rồng thì người phụ nữ nào bên cạnh hắn cũng sở hữu sức mạnh siêu nhiên vô cùng lợi hại. Nữ Ma Cà Rồng không chỉ sở hữu vẻ đẹp quý phái chết người mà cũng là người vợ đáng tin cậy của ác ma Dracula. Dracula sở hữu sức mạnh rời non, lấp biển chỉ trong nháy mắt và thể lực vượt trội, chúng có thể nâng được các vật gấp trăm lần trọng lượng của cơ thể. Vì nữ Ma Cà Rồng rất sợ ánh mặt trời nên chúng chỉ hoạt động vào ban đêm và thường đóng giả làm các cô gái yếu đuối, dụ dỗ nạn nhân. Khi lấy được lòng tin, chúng sẽ hút máu họ rồi biến những người đó thành đầy tớ trung thành cho Dracula. Những kẻ không may mà bị chúng hút máu thì chỉ còn lại cái xác khô. Mọi người cứ thử tưởng tượng xem, chỉ cần một cặp vợ chồng ác quỷ thì chúng có thể xây dựng cả một đội quân kinh khủng để xâm chiếm trái đất. Yêu tinh nhện. Một con yêu tinh đã khó đối phó rồi, nhưng mọi người nghĩ sao về một đàn có đến 7 con yêu tinh thì bảo sao mà thầy trò Đường Tăng không được một phen lên bờ xuống ruộng. Những con yêu tinh nhện được lấy hình ảnh từ loài nhện hóa phụ đen vô cùng độc ác. Ở ngoài đời thực, chúng có khả năng phóng ra những tia nhện cứ như là người nhện.
nhưng đây không phải là để đu đưa từ cây này sang cây khác, mà là để ăn thịt người. Tất cả các nạn nhân của yêu tình nhện đều chẳng kịp nói lời nào trăn trối, vì lúc đó họ đã bị đóng kín trong một chiếc kén dày đặc, không có một loại vũ khí nào có thể chém đứt được, từ từ bị chất độc đó làm tan chảy đến chết. Thậm chí chúng còn đáng sợ hơn khi chẳng bao giờ đi một mình, mà toàn đi săn theo hội. Rồi khi trong phim còn xuất hiện cả con rết tinh là sư huynh của 7 con nhện tinh ở động Bàng Tơ, vô cùng lấy hại. Khi rết tinh cởi áo lộ ra hàng ngàn con mắt trên người, mỗi con mắt thì phát ra một tia hào quang khiến cho Tôn Ngộ Không phải tê dại. Vị trí thứ 5 là Bạch Xà. Chắc hẳn chúng ta không thể không biết đến chuyện tình đầy đau thương lấy đi bao nhiêu nước mắt của khán giả giữa tình yêu của một yêu nữ và một người phàm trần. Chuyện xưa kể rằng Bạch Tố Trinh là một con bạch xà màu trắng, tu luyện được 700 năm cùng với Thanh Xà, một con rắn xanh kết nghĩa làm tỉ muội, hoạn nạn, vui buồn có nhau. Trong một lần xuống dạo chơi nhân tiết thanh minh, Bạch Xà hóa thành Bạch Nương Tử. Cùng Thanh Xà lúc này đã hóa Tiểu Thanh, trong lúc đi chơi gặp mưa, hai người đến trú dưới một tán cây bên cầu Đoạn Kiều. Chính tại đây, Bạch Nương Tử đã được Hứa Tiên, một chàng thư sinh đẹp trai nho nhã cho mượn ô để che. Cả hai đã trùng tiếng sét ái tình và sau đó họ nên duyên vợ chồng cùng chung sống bên nhau hạnh phúc. Những tưởng có cuộc sống viên mãn, nhưng Bạch Xà không biết được rằng từ lâu nàng đã trở thành kẻ thù của Pháp Hải Hoa Thượng, một con rùa đen tu luyện thành tinh. Biết Hứa Tiên và Bạch Xà đã thành hôn, Pháp Hải đến gặp Hứa Tiên dù dỗ chàng tin Bạch Nương Tử là yêu quái. Nghe lời Hoa Thượng Pháp Hải, Hứa Tiên chuốc rượu hùng hoàng cho Bạch Nương Tử, khiến cho nàng hiện nguyên hình thành rắn. Nhận ra sự thật, Hứa Tiên kinh hãi mà chết. Vì cứu chồng, Bạch Nương Tử đã mạo hiểm nên núi Côn Luân để lấy cỏ tiên. Khi Hứa Tiên sống lại, mặc dù biết rõ danh tính của vợ mình, chàng vẫn hết mực yêu thương Bạch Nương Tử. Thấy vậy, Pháp Hải bắt Hứa Tiên rồi nhốt vào trong chùa Kim Sơn. Bạch Xà và Thanh Xà đối đầu cùng với Pháp Hải, khiến cho nước ngập hết cả chùa Kim Sơn để cứu Hứa Tiên ra ngoài. Mang bào thai trong bụng nên Bạch Xà không thể cứu được chồng mình, nhưng Hứa Tiên đã tìm cách trốn được ra ngoài. Chẳng bao lâu sau đó thì Bạch Xà sinh con. Pháp Hải bắt nàng rồi nhốt nàng vào đáy tháp của Lôi Phong, chia cắt đôi vợ chồng thêm một lần nữa. Thanh Xà may mắn trốn thoát, tu luyện pháp thuật. 20 năm sau, Thanh Xà quay lại phá vỡ pháp Lôi Phong, giúp Bạch Xà thoát nạn, đoàn tụ với Hứa Tiên. Chuyện thì có rất nhiều dị bản, nhưng mà tất cả đều xoay quanh chuyện tình yêu giữa Hứa Tiên và Bạch Xà. Quý vị thân mến, chương trình ngày hôm nay xin phép được khép lại tại đây. Cảm ơn mọi người đã luôn quan tâm, theo dõi, đồng hành cùng kênh Phong Thủy Gia Cát. Mọi người đừng quên like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.